Trong suốt thời gian quen nhau có khi nào bạn đó làm cái gì cho em buồn hay có làm gì có lỗi với em chưa? Dạ có, lỗi nặng lắm. Ôi cái dằn dòng quá, căng quá ha. Trong thời gian quen nhau là chính xác ngày đó là ngày 23 tháng 3 năm 2017. Nhớ kỹ ngày. Dạ đi. Lấy xe của em đi làm, tối đó ghé qua ông anh họ của ảnh đi nhậu. Bình thường á là đi nhậu á mà vẫn nhắn tin với em, nhưng mà bữa đó tự nhiên không nhắn tin gì hết là em nghi rồi. Xong cái đi về cái thẻ xe còn nhét vô trong cái chìa khóa của em nữa. Xong em nghi rồi qua hôm sau em mới vô tình đọc được tin nhắn giữa hai anh em đưa đẩy sao mấy ông đi massage. Em giận lên em đuổi về, cái mặt lúc đó miếu nhưng mà khóc là không, em đuổi về. Ủa mà đi massage cũng bình thường mà ta, anh massage, massage nó có hai loại massage. Thường người ta đi massage cho khỏe, nhưng có những cái đi massage cho mệt. À, em đi massage khỏe chị. Massage khỏe mắc gì đâu về mà phải phải khóc lóc, phải có lỗi dữ vậy. Tại bạn gái cứ nghĩ mình đi massage mệt không à. Mà tôi thắc mắc là cái chỗ lúc bạn Đức là đi massage là lúc mấy giờ? Cái chỗ massage khỏe nào mà mở lúc 11, 12 giờ đêm? Lúc 10 giờ mấy thôi anh. Không có một cái chỗ nào mở 10 giờ mấy hết trơn á. 10 giờ mấy là có rồi, mình nhậu về mình xong hơi. Ông đi massage mà ông còn điện về cho em đấy. Trời em ơi, bữa nay anh nhậu xỉn rồi, anh mệt quá, anh nhức đầu quá. Cho anh về ông nổi anh ở bên đây em ơi. Đúng rồi, mình nhức đầu thì mình phải đi massage cho nó khỏe rồi chứ. Sao mà cuối cùng biết ông đi massage, nóng chứ. Thì cuối cùng là giận bao lâu? 3 ngày á chị. 3 ngày. 3 ngày. Ông nhắn tin, ông điện thoại, ông qua bên nhà trọ em đuổi về. Tối đó hả, năn nỉ điện thoại các thứ em không nghe, rồi hả buồn quá nhậu với bạn khóc bù lu bù la vậy, rồi bạn sợ quá tới thằng này đâu bao giờ thấy vậy, chưa bao giờ bạn bè thấy, rồi nhắn tin nói lon ơi tha cho nó đi, tha cho nó đi, tha đi. Rồi điện cho em, rồi bắt đền ông anh cũng hết hồn quảng quá, nói trời ơi anh với nó trong sáng lắm, đi vậy thôi chứ trong sáng lắm, tin anh đi. Xong rồi hả em bắt viết giấy kiểm điểm, bây giờ em còn giữ luôn. Bắt viết cái gì? Dạ bạn kiểm điểm là hứa với vợ là không bao giờ đi massage nữa. Có giữ lời chưa? Dạ có. Chắc không? Dạ. Mà từ đó giờ chưa có đi massage nữa. Dạ. Có một lần chị có mà lần dẫn em theo. Dẫn em theo cho em biết. Vậy là massage khỏe. Dạ massage khỏe. Lát nữa anh Bảo đang mệt nè, chúc dạ. đi dành. Dạ. Không có luôn. Ba là mới bắt đầu là nói chuyện trong một dịp tình cờ là em đi làm á chị. Đi làm tennis. Em đi làm xong em đã chụp hình ở Facebook. Vợ em mới hỏi là ủa biết đánh tennis chưa? Nói em chưa biết đánh nhưng chỉ đi làm vậy thôi. Thiệt sự là cái môn tennis là cái môn em thích và em đánh cũng tương đối khá. Rồi em thấy bạn này đăng á, em vô em hỏi thử. Vô tình là từ đó là hai đứa nói chuyện rồi vô tham gia chung. Là em nói chuyện với người ta trước? Dạ em bình luận trước. Rồi cái lúc mặt đầu lần tiên mà hai bạn gặp nhau rồi nói chuyện một cách trực tiếp với nhau. Dạ ấn tượng lúc đó làm sao? Sau khi một lần mà đi mua dụng cụ để tập tennis anh chị mua bóng á. Rồi mới chở bạn đi. Thấy mọi ngày bạn bình thường, cái tự nhiên tối hôm đó thấy bạn trang điểm lên. Cái mình mới về mình nói với mấy bạn trong phòng, nhỏ đó có mê tao mày sao bữa nay trang điểm dữ. Trời. Bữa đó trang điểm như cỡ nào mà để cho người ta nghĩ là nhỏ nó khoái tao. Em chỉ là tô miếng son với lại đeo cặp kính thôi. Tại vì em thấy bạn hư bất thường nên em tưởng bạn thích mình. Mà em có bất thường gì không? Dạ, ổng về á, ổng thấy vậy á, em cũng bình thường là trong cái thời gian mà tập trong câu lạc bộ á thì ổng nhắn tin tán tỉnh, mà em nói một ngày có 24 tiếng là làm như là ổng rảnh hết vậy á. Ổng nhắn tin hoài á, nó nói em ghét luôn. Cái kiểu nhắn tin mà phải mưa dầm thấm đất chứ gì. Ủa giờ sao nói sao tự tin lắm mà nói nhỏ này như nó khoái tao. Mà phải tấn công nó, mày nhắn tin gì dữ vậy? Mình phải dồn dập chứ gì, mình coi có thích mình thiệt hay không, mình tiến tới nữa chứ gì. Quy biện này là quy biện. Mình thích người ta thì mình nói mình thích người ta đi. Mà nói như vậy được hết trơn á.